những thông tin đa chiều về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội hay những vấn đề được người dân quan tâm trong nước và trên thế giới. Dòng chảy tin tức sẽ được TTV11 chuyển tải liên tục trong các bản tin thời sự lúc 7 giờ, 9 giờ, 15 giờ, 17 giờ và 21 giờ. Bây giờ mời quý thính giả đến với bản tin lúc 9 giờ. Phú Khánh cùng với cầm tú mến chào quý thính giả đang đến với bản tin lúc 9 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, đang phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Mời quý vị cùng đến với những thông tin thời sự trong tỉnh trong nước và quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Vào ngày 25 tháng 5, bệnh viện đa khoa xuyên Á Tây Ninh đã tiếp nhận trường hợp bé gái 4 tuổi ở Tây Ninh bị rắn lục đuôi đỏ cắn trong lúc đi bộ qua bãi cỏ cùng người thân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bé gái nhanh chóng được gia đình đưa đến cấp cứu cùng con rắn đã bị đập chết. Tại khoa cấp cứu, bé gái trong tình trạng lo sợ, quấy khóc do đau nhức, sưng phù, bầm da và chảy máu tại vết cắn vùng cổ chân trái. Kiếp trực đã truyền giảm đau để ổn định tâm lý cho bé, đồng thời nhanh chóng hội chẩn cùng bác sĩ chuyên khoa nhi, thống nhất chuyển bé lên phòng săn sóc đặc biệt để truyền huyết thanh kháng nọc rắn cùng loại hiện tại sau khi truyền sáu lọ huyết thanh kháng nọc rắn, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, vết cắn giảm sưng, không còn chảy máu, các xét nghiệm rối loạn đông máu có chiều hướng cải thiện tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới. người dân cần lưu ý đề phòng rắn cắn, đặc biệt rắn lục đuôi đỏ trong mùa mưa sắp tới. nếu di chuyển ban đêm cần có đèn pin soi hai bên lối đi để kịp thời phát hiện rắn ở ven đường đi. đồng thời nên ngủ mùng để vừa tránh bụi đốt, vừa tránh rắn và các côn trùng khác tấn công. thường xuyên phát quan bụi rậm giữ sinh nhà cửa thông thoáng. Thưa quý vị, mặc dù đã có quy định dành riêng cho người đi bộ khi tham gia giao thông, song vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan khi sang đường không đúng quy định. Người đi bộ có thói quen tiện đâu sang đó, không tuân thủ quy định của luật giao thông đường bộ, gây nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Không chỉ qua đường không đúng, mà người đi bộ còn leo qua giải phân cách để sang đường hiện nay cơ quan chức năng đã lắp đặt các biển báo chỉ dẫn đèn tín hiệu sơn kẻ vạch hướng dẫn giao thông khá đầy đủ trên hầu hết các tuyến đường các nút giao thông dành cho người đi bộ tuy nhiên tại hầu hết các tuyến đường không kể thành phố hay nông thôn việc người đi bộ tùy tiện vẫn đang diễn ra bên cạnh công tác tuyên truyền cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành vi này tuy nhiên điều quan trọng hơn hết vẫn là ý thức tự giác từ phía người đi bộ phải tuân thủ quy tắc khi tham gia giao thông hãy ghi nhớ và thực hiện khẩu hiệu hãy đi bộ an toàn Kính thưa quý vị, giá xăng và dầu diesel cùng giảm từ 15 giờ ngày 30 tháng 5 sau khi có sự điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài Chính. Cụ thể, giá xăng RON 953, loại phổ biến trên thị trường giảm 700 đồng xuống 22.510 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 ở mức 21.750 đồng một lít giảm 520 đồng. Dầu diesel giảm 90 đồng xuống 19.740 đồng một lít. Dầu hỏa và ma tăng giá từ 20 đến 30 đồng. Như vậy, từ đầu năm năm đến nay, giá xăng có 12 lần tăng, 10 lần giảm, mặt hàng dầu có 10 lần tăng, 12 lần giảm. Tương tự kỳ điều hành trước, ngày 30 tháng 5, Liên Bộ không trích chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá với các mặt hàng nhiên liệu. Tháng 5, Việt Nam ghi nhận nhập siêu 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm, cán cân thương mại tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu tổng cục thống kê vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 32,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,7% so với tháng trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 33,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,8% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 156,77 tỷ đô la Mỹ, khu vực kinh tế trong nước đạt 43,69 tỷ đô la Mỹ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 113,08 tỷ đô la Mỹ. Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng năm tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 8,2%. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.580,2 ngàn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,2%. Thưa quý thính giả, Ngân hàng Nhà nước đã công bố giải pháp cung ứng vàng trực tiếp cho bốn ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước lớn để từ đó các ngân hàng sẽ bán vàng trực tiếp cho người dân có nhu cầu. Thì ngày 30 tháng 5, giá vàng đã có những tín hiệu giảm. Hiện bốn ngân hàng này cũng đã có những giải pháp để xây dựng quy trình cung ứng đảm bảo thực hiện chỉ đạo của chính phủ với mục tiêu bình ổn thị trường, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới. Từ ngày 3 tháng 6 tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp đến 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước lớn là Aribank, Vietcombank, Viettinbank và BIDV. Từ đó, các ngân hàng thương mại này sẽ bán vàng trực tiếp đến với người dân. Để chuẩn bị cho các giao dịch, đại diện các ngân hàng thương mại đang cùng với các cơ quan quản lý để hoàn thiện quy trình, đảm bảo cung ứng cho người dân một cách tốt nhất. Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV, cho biết. Người dân cũng sẽ cầm các cái giấy tờ tùy thân, căn cước công dân và chúng tôi sẽ hướng dẫn các cái thủ tục để đăng ký cái việc mua bán bằng miếng trực tiếp tại các cái phòng giao dịch các cái chi nhánh của chúng tôi. Ông Phạm Toàn Vượng, tổng giám đốc Aribank nói. Nhưng mà trước mắt thì chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện tại hai địa bàn Hà Nội và Hồ Chí Minh căn cứ vào diễn biến của thị trường thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai để làm mà phù hợp với cái nhu cầu thị trường việc giá vàng cung ứng đến 4 ngân hàng thương mại sẽ được tham chiếu theo giá thế giới. Quy trình cung ứng ra thị trường đảm bảo những yêu cầu cao nhất về tính minh bạch. Những điều này được các ngân hàng kỳ vọng sẽ giúp đạt được mục tiêu bình ổn thị trường trong thời gian tới. Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV cho biết thêm. Ngân hàng nhà nước sẽ căn cứ vào cái mục tiêu điều hành để xác định ra cái giá bán cho các ngân hàng thương mại. Và các ngân hàng thương mại sẽ căn cứ cái giá mua được từ ngân hàng nhà nước cộng với chi phí tối thiểu để xác định ra cái giá bán cho người dân. Và trong hoạt động kinh doanh vàng này thì chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị và nhằm bình ổn cái thị trường vàng trong nước và không đặt cái mục tiêu lợi nhuận trong cái hoạt động kinh doanh vàng. Tính đến 15 giờ chiều ngày 30 tháng 5, giá vàng SJC trong nước đứng tại 84,8 triệu đồng một lượng mua vào và 87,5 triệu đồng một lượng bán ra. Đây là vùng giá thấp nhất trong khoảng một tuần trở lại đây và mức trên so với giá vàng thế giới là từ 15 đến 16 triệu đồng một lượng. Và câu trả lời cho hiệu quả của giải pháp cung ứng vàng sẽ chỉ có được sau ngày 3 tháng 6 tới. Tiếp theo là thông tin quốc tế mà chúng tôi mới cập nhật, cơ quan cảnh sát châu Âu Europol ngày 29 tháng 5 thông báo đã bắt giữ 4 đối tượng cũng như đánh sập hoặc làm gián đoạn hơn 100 máy chủ trong chiến dịch quốc tế chống phần mềm độc hại lớn chưa từng có. Thông báo của Eurobond cho biết, lực lượng chức năng nhiều nước do Pháp, Đức, Hà Lan dẫn đầu đã tham gia hành động truy quét có tên Endgame này. Theo đó, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5, đã có một đối tượng bị bắt ở Armenia, trong khi đó ba đối tượng khác bị bắt ở Ukraine. Hoạt động lục soát cũng diễn ra tại hai nước trên, cũng như ở Hà Lan và Bồ Đào Nha. Nhiều máy chủ đặt tại Bukhari, Canada, Đức, Litva, Hà Lan, Romania, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ và Ukraine cũng đã bị đánh sập hoặc làm gián đoạn. Ngoài 4 đối tượng bị bắt, Europol cũng cho biết đã đưa 8 nghi can liên quan vụ việc vào danh sách truy nã ở châu Âu. Theo Europol, một đối tượng tình nghi đã kiếm được ít nhất 69 triệu euro tiền bằng cách cho thuê các địa chỉ phát tán mã độc eurobon khẳng định chiến dịch đã có tác động toàn cầu đến hệ sinh thái trình thạ proper và dự kiến sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ khác trong khuôn khổ chiến dịch Thưa quý vị, ngày 30 tháng 5, giao tranh vẫn tiếp diễn căng thẳng tại điểm nóng Rafah, thành phố phía nam giải Gaza, sau khi Israel tuyên bố kiểm soát hành lang chiến lược dọc giới tuyến trên bộ giữa giải đất này với Ai Cập. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế vẫn nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Theo truyền thông sở tại, giao tranh giữa lực lượng Hamas và quân đội Israel đã diễn ra dữ dội tại khu vực phía tây và trung tâm của thành phố Rafah. Các nhân chứng cho hay, nhiều tòa nhà ở khu vực phía đông thành phố cũng đã bị phá hủy kể từ khi Israel phát động chiến dịch tấn công trên bộ tại đây từ ngày 7 tháng 5 đến nay, bất chấp quan ngại của cộng đồng quốc tế khi Rafah là nơi trú ẩn cuối cùng của hơn 1 triệu người Palestine lánh nạn chiến tranh. Trong khi đó, Israel tuyên bố đã kiểm soát 14 km hành lang Philadelphia ở khu vực biên giới của Gaza với Ai Cập, với cáo buộc khu vực này có nhiều đường hầm để vận chuyển vũ khí vào Gaza. Hiện Cairo đưa ra tuyên bố chính thức về thông báo của Israel, dù một số quan chức Ai Cập cho rằng việc Israel kiểm soát hành lang trên có thể vi phạm thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho xung đột hiện nay ở Trung Đông. Phát biểu tại diễn đàn hợp tác Trung Quốc Ả Rập ở Bắc Kinh, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định ủng hộ tổ chức một hội nghị hòa bình diện rộng để giải quyết xung đột hiện nay cũng như ủng hộ tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại Liên Hợp Quốc. Ngày 30 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Ủy ban châu EC chấm dứt điều tra thuế đối với xe điện Trung Quốc. Theo Bắc Kinh, hành động của EC là không phù hợp với các quy định quốc tế. Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã kêu gọi EC chấm dứt càng sớm càng tốt cuộc điều tra nhằm tránh gây phương hại tới hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu EU cũng như sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng. Bắc Kinh khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình. Hồi tháng 10 năm ngoái, EC với chức năng giám sát chính sách thương mại của 27 quốc gia thành viên EU đã mở cuộc điều tra nhằm vào nghi vấn xe điện chạy pin sản xuất tại Trung Quốc nhận trợ cấp thuế từ chính phủ. Tuy nhiên, EC đã hoãn đưa ra quyết định về vấn đề này sau cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào ngày 9 tháng 6 tới. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh hy vọng EU tính đến mối quan tâm tới tất cả các lĩnh vực và giải quyết xung đột kinh tế và thương mại với Bắc Kinh thông qua tham vấn. Thưa quý vị, truyền thông Ấn Độ ngày 30 tháng 5 đưa tin thủ đô New Delhi của nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến nắng nóng trong năm nay, trong bối cảnh nhiệt độ lên mức cao kỷ lục là 52,9 độ C. Những tuần qua, nhiều khu vực ở Tây Bắc và miền Trung của Ấn Độ đã trải qua nắng nóng gây gắt, có nơi ở mức nghiêm trọng. Trạm đo thời tiết tự động ở phía bắc của New Delhi hôm 29 tháng 5 đã ghi nhận nhiệt độ lên đến 52,9 độ C. Trong khi mức nhiệt cao nhất trong ngày tại nhiều khu vực khác của thủ đô dao động từ 45,2 cho đến 49,1 độ C. Nhiệt độ cao kỷ lục đã khiến cho một người lao động 40 tuổi tử vong do sốc nhiệt trong ngày 29 tháng 5. Hiện nhà chức trách chính quyền thủ đô New Delhi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo các biện pháp bảo vệ người lao động như cung cấp nước uống và các khu vực có bóng mát tại những công trình xây dựng và cho người lao động nghỉ có lương từ trưa đến 3 giờ chiều. Phần tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin lúc 9 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, chương trình do biên tập viên Mỹ Tuyền, các phát thanh viên Phú Khánh và Cẩm Tú, kỹ thuật viên Tuyết Vân thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.